Dạ em thắng ở cây giống Tâm Phúc, Chợ Lách Bến Tre. Chào bà con. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4 ha. Rơi vào ngày thứ bảy, bên em đang đóng cây gửi online trước đợt 3 ngày lễ lớn. Rồi sau đó sẽ ngừng ha cô chú. Cô chú đặt cây online lưu ý giúp em trong tuần sau bên em chỉ nhận đơn thôi nhưng chưa có đóng qua lễ lớn tức là đến ngày 3 tháng 5 bên em mới đóng cây lại nghe cô chú tại vì đi ngay đợt lễ thì các bạn bu tá có thể không giao hàng thì cây mà cô chú biết để lâu thì không có được nó bị rụng lá với lại có thể nó chết cây bữa nay đóng một ngày nữa thôi đi thì cũng như các lần trước em ở chợ lách thì nó đủ giống mà con chúng ta đặt thì cũng phong phú dễ tìm còn nói chung cô chú mà có đặt những cái cây nào thật sự bên em không có em cũng từ chối chứ không có giao tầm bậy tầm bạ cho mình về chồng rồi mai mốt lên rồi bị chửi nữa à. bữa nay cúp điện bà con cúp điện sáng giờ hiện tại chợ lách là 36 độ c mà cúp điện rất là nóng luôn chuẩn bị bắt nhạc nữa hay gì kìa trời nắng bắt nhạc hồi là điên luôn á trước khi đi thì bên em cũng rất là kỹ ha ngoài dán mặt bầu những cái cây nào cao quá sợ nguy hiểm thì bên em có sử dụng thêm cây tre cặp rồi sau đó đóng gói là có thêm ba hoặc bốn có thể hai cây tre cặp ở ngoài nữa để cho an toàn cây đến bà con lúc dài là thời tiết nóng quá thì cô chú lưu ý giùm con đi mình xem coi thời gian cái ngày bên con đi với lại cái ngày đến nếu mà chưa thì có thể điện bên con để hối thúc bên vận chuyển họ giao hàng để lâu không được cô chú ơi cây nóng quá nó chịu không nổi thì cô chú chia sẻ mình lưu ý một số điều vậy thôi từng sau là bên con sẽ ngưng đóng và ngày 3 tháng 5 sẽ bắt đầu đóng hàng online bình thường lại gửi cho cô chú trên cả nước thông tin bên em thắng thì cô chú có thể nhìn trên màn hình là thấy rồi ha. Rồi cảm ơn bà con một lần nữa đã ủng hộ cây giống tâm phúc trong thời gian qua cũng như là sắp tới mùa mưa rồi. Bà con có thể lên đơn đặt hàng, mình chốt cọc em sẽ nuôi cây tới thời vụ mùa mưa mình trồng thì nó rất là ok.